FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc cảm biến chuyển động chuẩn Zigbee nằm trong hệ sinh thái của FPT Smart Home nhé. Trên tay mình đang là một chiếc cảm biến chuyển động Zigbee nhé. Kích thước khá là nhỏ nhắn. Đấy, trên vỏ hộp thì có thông số là cảm biến chuyển động, hay tên tiếng Anh của nó là Motion Sensor. Công ty cổ phần viễn thông FPT này. Ở đây nó sẽ có thông số sản phẩm như là kích thước này, kết nối chuẩn Zigbee nhé, sử dụng pin C1CR2450 nhé. Ngoài ra khoảng cách kết nối là 7m này, góc nhìn tối đa là 170 độ này. Ngoài ra là nhiệt độ hoạt động này, độ ẩm hoạt động này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối chiếc cảm biến chuyển động này vào hệ sinh thái của FPT Smart Home nhé. Thì cũng như các bạn đã biết thì hiện tại FPT Smart Home thì sẽ sử dụng thông qua cái phần mềm là RoboLine. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm RoboLine lên nhé. Đó, đây là giao diện màn hình chính này. Thì tại đây thì chúng ta sẽ chọn ở phím tab Home trang chủ này, thì chúng ta chọn vào dấu cộng để chọn thêm thiết bị này. Chọn vào chuẩn là chuẩn Zigbee nhá. Thì cảm biến chuyển động này hiện tại đang dùng Zigbee. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn lựa chọn USB, chọn bắt đầu. Đó, sau mình sẽ chọn vào cái phần cảm biến chuyển động này này. Thì nó sẽ hiển thị ra cái phần dây đếm ngược để có thể kết nối. Thì bây giờ nó là vui lòng thao tác trên thiết bị theo hướng dẫn sử dụng kết nối. Thì trên cái cảm biến chuyển động này thì nó sẽ có một cái nút config, thì chúng ta nhấn và giữ tới khi đèn sáng xanh, nháy xanh thì chúng ta nhả tay ra. Đó, nháy xanh thì nhả tay ra thì nó sẽ phát ra cái tín hiệu Zigbee để cái con USB Zigbee này nó có thể kết nối được vào đây, thì điện thoại nó sẽ tìm thấy được. Trong trường hợp mà nó bị lỗi, chúng ta không thể kết nối được ấy, chúng ta sẽ thực hiện liên hồi lần nữa. Thì có thể trước đó là cái thiết bị cảm biến chuyển động này đã được kết nối vào một cái ứng dụng rồi. Vậy chúng ta sẽ reset lại này. Nó sẽ phát ra tín hiệu Zigbee. Nó kết nối đây. Đó. Chúng ta chọn cài đặt ngay nhé. Thì ở đây thì mình sẽ chọn một cái khu vực như là hành lang tầng 2. Để tí nữa mình sẽ set up cái phần ngữ cảnh là cho cái khu vực nhà vệ sinh chẳng hạn. Đây, hành lang tầng 2. Sau thiết lập xong thì mình chọn kết thúc. Đó, chọn kết thúc. Thì ở đây mình sẽ để ra đây nhá. Để ở đây tí nó che cái phần góc này đi. Tí mình sẽ chạm vào tay vào đây. Đây. Không, tại vì nhìn về hướng mình nó sẽ có thể chuyển động. Đấy. Sau khi thêm vào nó sẽ có phần thiết bị này. Nó cảm biến này. Cảm biến chuyển động này. Các bạn chọn ở đây. Thì nó sẽ có phần kết nối. Đây. Thì khi nãy là 16:03 đúng không? Về 16:03 này. Thì bây giờ mình sẽ thiết lập, hướng dẫn các bạn thiết lập làm sao để cho nó hoạt động được. Thì hiện tại ở đây mình có một cái công tắc thông minh đã đấu qua line đèn sang cái bóng đèn này rồi. Đây, mình đã đấu sẵn rồi. Thì mình đã đấu vào line 1. Thì mình đang để tin là đèn âm trần. Nên mình bật lên này. Đó, nó sẽ sáng đèn. Tắt này. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái cảm biến chuyển động này. Khi có phát hiện chuyển động thì sẽ sáng cái đèn này nhá. Thì tại cái giao diện logo line thì chúng ta chọn nó cái biểu tượng này, tự động hóa này. Đó. Thì sau đó chọn nó dấu cộng vào đây. Chọn vào phát hiện chuyển động. Thì ở đây mình có thể chọn phần thông báo nhé, thông báo nó sẽ đẩy về ứng dụng này, chọn thông báo này. Chưa thấy thì chúng ta có thể lót là cái ứng dụng đó, nó sẽ thấy được cái thiết bị. Đó, chọn lại tab tự động hóa này, chọn vào dấu cộng nhé để thêm thiết bị này, chọn thông báo, chọn phát hiện chuyển động này. Đó, tôi chọn là tần suất sẽ là 15, thì mình mặc định là 15 đi. Thì khi mà có thông báo từ cái con cảm biến chuyển động này, nó sẽ bày với điện thoại của mình. Tiếp theo thì mình sẽ chọn vào cái biểu tượng dấu cộng đây nhé, để thiết lập cái tự động hóa. Chọn phát hiện chuyển động này. Sau đó chọn cảm biến chuyển động này. Chọn phát hiện chuyển động. Thì khi mà phát hiện chuyển động thì chúng ta sẽ thực hiện là lệnh gì thì chọn thêm lệnh. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái lệnh bật nhé. Bật này. Chọn giữ trạng thái trong vòng 30 giây. Cái này thì có thể chọn tối đa lên trong vòng 5 phút. Thì hiện tại mình đang test thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉ 30 giây thôi. Chọn 30 giây, chọn tích ở đây. Sau đó mình chọn vào đối tượng điều khiển. Đối tượng điều khiển là mình khi mà có chuyển động xong thì muốn bật thiết bị nào, muốn tắt thiết bị nào. Thì ở đây mình sẽ chọn vào cái công tắc 3 này nhé. Công tắc test này, như là cái lúc này. Và đèn âm trần. Thì mình chọn tích ở đây. Chọn thời gian trễ, điều khiển thời gian trễ thì mình có thể sau khi mà có chuyển động thì có thể là bật luôn hoặc là trễ sau bao nhiêu giây. Hoặc là cái khung thời gian mình mong muốn, giả dụ như là cái ở chuyển động này lắp ở khu vực nhà vệ sinh thì mình có thể là chọn ở những cái khu vực đó thời gian là từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối thôi, những khung giờ khác thì mình sẽ không cần thiết lập. Thì đây hiện tại mình đang test thì mình để mặc định nhé. Đây mình có thể thấy cho các bạn đấy, đây chọn này,
đây, 12 giờ không giờ này. Đấy, bên này cũng kết thúc nữa. Nhưng ở đây mình sẽ không chọn để mà mình cho nó hoạt động luôn. Thì sau khi xong thì mình sẽ lưu lại này, tích ở đây, chọn hoàn thành. Đó, tích thành công rồi. Thì đợi khoảng 2-3 giây nó sẽ đồng bộ lên cloud, cái nếu mà mạng nhanh đồng bộ luôn. Đây kịch bác để ý nhé, bây giờ mình sẽ thêm phát hiện chuyển động này này. Đó. Thì đây gần nhất là 16:03. Thì bây giờ mình sẽ khua thử cái tay qua cái khu vực cảm biến này, thì nó sẽ thông báo về điện thoại và có thể bật cái đèn đèn downline âm trần này lên. Đây này. Đây nha, mình sẽ khu thử tay này. Đó, nó sẽ bật cái đèn lên. Thì sau 30 giây thì tự động nó sẽ tắt đi. Các bạn để ý đếm giây cho mình. Tự động nó sẽ tắt đi. Cái phần này mình sẽ tua nhanh một chút nhé. Đó, sau 30 giây thì tự động nó đã tắt đi rồi này. Thì tiếp tục, nên khi mà có chuyển động tiếp tục ấy, thì mình sẽ nó có chuyển động tiếp nó sẽ tiếp tục nó sáng lên này. Đó. Đó, sau 30 giây thì tự động nó sẽ tắt đi rồi. Thì mình sẽ thử lại một lần nữa cho các bạn thấy nhé. Các bạn mình bật muốn thông báo điện thoại thì các bạn bật thông báo lên. Đấy. Đấy, nó sẽ có thông báo chuyển động này, cảm biến chuyển động 16:09 này. Nó sẽ vẫn lock và nó sẽ có này. Đấy, 16:09. Hiện tại nó sẽ có cái con cảm biến chuyển động này, nó có cảm biến cả ánh sáng luôn. Hiện tại nó sẽ báo là 140 lux. Đây, mình sẽ di chuyển cái khu vực này nhé, khu vực cái cảm biến chuyển động này đến khu vực trước cái mặt đèn của mình. Đây, mặt đèn này. Đấy, thì ở đây nó sẽ báo lên 520 lux, thậm chí là 782 lux. Thì khi mà bịt tay vào ấy, thì nó sẽ hạ cái phần độ lux này xuống. Đó, còn 45 lux. Thì là con này nó sẽ cảm biến cả phần ánh sáng luôn. Đây, nó đẩy cạnh con đèn luôn này, nó sẽ lên khoảng 800 lux. Đấy, gần 800 lux, 782 lux. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc gì có thể comment lại cái bình luận trên cái video của mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.